And it goes a little something like, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sa Makeup. Lo lắm rồi Hà chưa làm một cái video makeup tutorial. Bữa nay có cái ánh sáng tự nhiên và đây Hà thấy đẹp nên là Hà sẽ quay một cái makeup look cho mọi người xem, sử dụng những cái sản phẩm makeup mới gần đây mà Hà có được. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn nha. Đây là màu mặt của Hà nha, chưa có dưỡng gì hết. Và Hà sẽ sử dụng kem dưỡng Midnight Blue Calming Cream của Claire's. Cái em này thì Hà có review trên channel của mình rồi. Lúc trước là Hà xài cái loại ở trong cái hộp á. Cái dung tích của nó nhiều hơn, nó gấp đôi hay sao á. Cái hộp kia hình như có 30ml, cái này tới 60ml lọ. Cái em này thì Hà được cuối năm vừa rồi, trước Tết á, Hà bắt đầu Hà sử dụng lại, Hà mua lại. Bởi vì lúc đó da của Hà bị, Hà cảm thấy da của Hà nó quá nhạy cảm luôn. Kiểu như nó rất là dễ bị nổi mụn luôn. Hà không hiểu có đợt cuối năm đó Hà bị sao nữa. Chung là stress cực kỳ luôn mọi người. Tại vì lúc nào cái vùng miệng này của Hà này nó cũng bị yếu tình quằn quại, xong rồi nói chung là đổ chỗ ấy. Cái Hà mới quay lại cái em này, bởi vì cái em này là dưỡng cho da nhạy cảm rất là tốt luôn. Vừa rồi thì Bobbi Brown có gửi tặng cho Hà cái em nền Intensive Skin Serum Foundation này. Đây là một cái packaging mới, không biết là cái formula nó có đổi hay không, nhưng mà Hà có sử dụng qua cái dòng Intensive Skin Serum này rồi, nhưng mà cái phiên bản gốc của nó là cái packaging là kiểu như là dạng drop giống như là serum á mọi người. Cái đó thì nhìn thì có vẻ là thích, nhưng mà cái lúc mà lấy cái nền ra nó hơi bị khó. Hà thấy Hà bóp nhiều nhưng mà nó ra có cục chút xíu à. Đó là kiểu như là xài lâu dài thì nó sẽ bị nó chảy cái nền ra ngoài cái viền này nè, nên là hơi messy. Còn cái này thì bữa nay chuyển qua cái vòi pump như vậy thì rất là tiện luôn. Mà cái nền này cũng rất là thích, kiểu nó sẽ cho một cái finish glowy căng bóng á, phù hợp cho những bạn nào có da khô. Hà thì là da hỗn hợp dầu, nhưng mà bữa nay về Đà Lạt thì thời tiết nó khô nên là Hà sẽ sử dụng cái em này luôn. Hà sẽ cho tay khoảng 2 pump đi. Đó, cái nền này nó sẽ không phải là lỏng lét nha. Nó sẽ hơi đặc đặc như vậy nè. Nhưng mà đánh lên này nó rất là mỏng, chứ nó không phải là nó bị khắc kỳ, nó dày đó. Hà sẽ sử dụng Beauty Blender để tán nền nha. Em này có một cái mùi hơi giống cái này nè mọi người. Mùi kiểu thảo mộc, chanh cam cam á. Nói chung là rất thích mùi. Mọi người có thấy cái finish của cái nền này hơi bóng bóng không? Đó. Và cái độ che phủ thì cỡ medium coverage thôi. Mà Hà cũng chỉ cần vậy thôi, chứ cũng không có cần phải full coverage. Hà vừa mới mua cái em Tarte Shape Tape này. Cái này thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà bây giờ Hà mới dùng. Trước giờ thì cứ trung thành với lại The Same thôi, nhưng mà bữa nay đổi cái này thử xem sao. Hà dùng màu 22N Light Neutral. Em này thì full coverage luôn, nên là Hà dùng một lượng ít thôi. Bắt đầu nắng lên chiếu rồi còn quại. Đáng nữa hy vọng là tới lúc hoàn thành xong thì nắng nó sẽ kiểu golden hour để lên được một chiếc video xinh. Bây giờ mọi người có coi phim hay là series gì hay không? Hà thì từ Tết tới giờ Hà đã hoàn thành được 2-3 phần phim, tính ra là 3 phần phim. Season 3 của Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, phiên bản đen tối hơn, một cái spin-off của cái series mà Sabrina the Teenage Witch á, cô phù thủy Sabrina, mọi người biết không? Đó, ôi hay dễ sợ luôn, phim nó phải nói là một cái series mà cảm thấy là hay nhất trên Netflix luôn đối với Hà. Vừa rồi ra phần 3 ấy. Girl, what the fuck? Tiếng cái nha. A Siri tự nhiên cái ok stop Siri, thank you,
Ok. Sau khi xem xong cái đó thì vừa rồi Hà đã quyết định là sẽ xem Sex Education. Lúc nó mới ra Hà coi được vài phút có xong rồi đó, thôi mệt quá không coi được đâu. Nhưng mà tại hôm bữa Tết rảnh quá cái xong rồi Hà mới muốn coi một cái mới, Hà lên hỏi mọi người trên Instagram thì mọi người chỉ Hà xem cái Sex Education, cái Hà quyết định xem, eo hồi hay vãi. Nó vừa hài, nó có những cái câu chuyện cho mình suy nghĩ và nói chung là Hà thấy rất là đáng xem. Sẽ có cảnh nude nhiều đó nha, nên là không biết là bao nhiêu tuổi, cái đó giới hạn bao nhiêu tuổi, 18 hả hay là 16 cũng không rõ nữa, nhưng mà mọi người nhớ cẩn thận nha, đừng để bố mẹ thấy nha, kỳ lắm á. À đúng rồi, Hà vừa mới xem thêm một cái nữa là The Stranger, là một cái series kiểu trinh thám tội phạm ở trên Netflix luôn, cũng rất là hay và hồi hộp. Bây giờ Hà sẽ sử dụng một cái em má hồng dạng lỏng của APL, đây là Juicy Bang Blusher màu PK02, đây là một màu hồng tím tím rất là xinh. Nghe tím thì có vẻ sợ nhưng mà khi mà tán ra nó sẽ kiểu như là hồng baby xinh lắm. Hà sẽ chấm chấm trực tiếp lên luôn. Bây giờ để khóa lại hết cái phần nền ướt này, Hà sẽ phủ một lớp phấn nhẹ và sẽ sử dụng cái em phấn này của Suwasu. Xin lỗi mọi người, sử dụng một cái cọ phủ phấn quen thuộc của Hà. Hà sẽ lấy một ít ở trên này, Hà sẽ phủ chủ yếu là phần dưới mắt thôi và vùng chữ T. Đến phần lông mày, Hà sẽ sử dụng chì kẻ 1X Cutted Dual Eyebrow của Lemonade. Hà rất thích sản phẩm này bởi vì nó rất là tiện, một đầu là chì mày và một đầu là mascara để chải lông mày luôn. Mà màu của Hà dùng là màu Jack Brown. Em này thì cái đầu của nó sẽ không được sắc như thế này, nhưng mà tại vì Hà thì Hà thường vẽ cái kiểu hơi vẫy sợi một chút, nên là Hà sẽ phải dùng dao lam để chuốt cho cái đầu này nó hơi sắc hơn chút xíu. Nếu như mọi người không cần phải vẫy sợ thì mọi người cũng không cần phải chuốt đâu. Không biết mọi người có thấy được không? Nói chung là cho nó dẹt ra. Cái này dẹt ra giống vậy nè. Thì mình sẽ lấy cái này, mình phẩy lên. Đầu tiên Hà sẽ sử dụng một cái đầu chổi spoolie và Hà sẽ chở những cái sợi lông mày này lên. Tại vì kiểu như Hà vừa muốn nói chuyện với mọi người mà cũng vừa muốn nghe nhạc khi mà Hà tập trung làm, nên là Hà không dám mở nhạc ra ngoài. Sợ là bị đánh bản quyền nên là phải đeo tai nghe đó. Cái cách vẽ của Hà là Hà sẽ phẩy những cái sợ ở phần đầu lên, xong bắt đầu Hà sẽ bắt đầu điền vào chỗ trống những cái phần lông mày Hà bị hói và kéo cái đuôi dài ra một chút xíu. Eww. Sau khi vẽ được sơ sơ thì bây giờ Hà sẽ dùng che khuyết điểm tém lại những cái chỗ lem nhem. Và bây giờ bước cuối cùng, Hà sẽ lấy cái đầu mascara để Hà chuốt định hình cái lông và cho cái màu lông nó match với lại cái màu chân mày luôn, bởi vì lông là màu đen. Đối với Hà thì khi mà Hà chuốt cái này á, Hà sẽ đẩy cái lông, nó sẽ đẩy ra hướng này nè để cho nó dựng cái phần đầu lên á. Cái mascara này cũng ổn phết luôn á mọi người. Kiểu như chuốt cái lông nó cũng đứng được á. Đó là con nám đó nè mọi người. Bây giờ đến phần màu mắt, Hà sẽ sử dụng cái bảng mắt mà nãy giờ Hà cầm làm cái gương á. Đây là bảng It's My Pleasure của Colourpop. Mua vào cái đợt sale vừa rồi còn có 300 mấy hay sao á. Đây, Hà chỉ mới swatch ra thôi chứ chưa có dùng bao giờ luôn. Đầu tiên Hà sẽ sử dụng một cái cọ mập để tán cái màu Pretty Cruel này lên trên phần bờ mắt. Đây là một cái màu kiểu tím tím nhưng mà nó hơi ấm ấm một chút. Và đây là tuy là màu lì nhưng mà nó có những cái hạt kim tuyến màu vàng. Nhưng mà khi mà tán lên mắt thì nó sẽ không thấy kim tuyến nhiều đâu. Hãy sử dụng màu Slipper, đây là một màu tím đậm, cũng là màu lì luôn, và sẽ nhấn vào phần đuôi mắt. Sau khi đã nhấn cái màu tím đó rồi thì Hà sẽ dùng một cái cọ khác để tán cái phần nhấn đó với lại cái phần màu transition hồi nãy.
cho nó đều ra. Cũng lấy cái màu tím đậm á luôn và cũng sẽ nhấn vào phần đuôi mắt ở dưới luôn nha. Yes, bitch. Anh Hà sẽ sử dụng cái màu Do or Doe, là một màu tím đậm nhũ. Hà sẽ đánh vào cái phần đôi mắt này nè. Đó, đâu giờ đánh cho mọi người coi luôn nha. Xong rồi giữa mắt Hà sẽ lấy cái màu này là màu Mr. Sandman, là một cái màu dual chrome kiểu nâu nâu xanh xanh tím tím á. Đó, nó sẽ đánh tầm lưng màu vậy đó. Đó, lấy cái màu này và đánh vào giữa mắt. Đó, ui lắm đẹp quá. Và phần dưới Hà cũng vậy luôn nha. Đây, lấy màu Do or Doe là màu tím đậm. Nhấn vào phần đuôi nè, đó. Xong rồi chuyển qua màu Mr. Sandman, màu Dual Chrome, và để vào phần giữa. Bây giờ là cái con mắt của nó tím rồi đúng không? Bây giờ Hà sẽ tạo điểm nhấn ở phần đầu mắt là Hà sẽ dùng một cái nhũ màu vàng. Hà sẽ sử dụng cái bảng Brown Shoes của Clio. Bảng này Hà cũng dùng rất là nhiều luôn và Hà sẽ dùng cái màu nhũ vàng đồng này. Bây giờ Hà sẽ bấm mi nha. Hà dùng bấm mi của Shuemura. Có một cái tip là khi các bạn bấm, các bạn sẽ bấm xong rồi các bạn đưa lên từ từ là bấm vậy nó sẽ mi nó sẽ cong hơn. Các bạn thấy nó cong không? Khi mà các bạn bấm xong bên nè thì bạn chuốt mắt cái đai bên nó liền luôn để khóa cái đó lại, chứ không là cái mi nó từ từ nó sẽ hạ xuống. Hà sử dụng mascara Brow Wick. Cái mascara này là sản xuất bởi cái anh makeup artist bên Thái rất là nổi tiếng. Anh đó là tên là Nam Chat á. Anh đó makeup rất là đẹp. Nó có cái đầu, nó có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ. Đầu to thì để chuốt cho mascara trên và đầu nhỏ cho mascara dưới. Bây giờ sử dụng đầu to trước. Giống như cái phần đầu mi á, nó hơi khó chuốt á, thì Hà sẽ sử dụng cái đầu nhỏ của cái mascara này để Hà chuốt trong nó luôn. Và cũng như là phần lông mi dưới nữa. Hà sẽ sử dụng lại cái bảng Contour Kit Light to Medium này của Anastasia Beverly Hills. Và dùng màu này. Nói chung là cái màu ở giữa này trong bảng Light and Medium để tạo khối hai bên xương má và sống mũi luôn. Bây giờ Hà sẽ sử dụng thêm một em má hồng dạng phấn Pastel Blush của APL. Màu này là màu PK04, là một màu kiểu hồng baby. Cái bài Yummy của Justin Bieber ở lúc mới ra mọi người cứ bị đặt chê, xong bây giờ ai cũng nghe. Một chút highlight Colourpop màu gnomy. Bây giờ đến xong môi nữa là xong. Hà có hai cây quả sale Fresh Classic Stain màu 605, là một màu cam san hô với lại một màu 610, là một màu nude nâu nâu. Để thử màu cam xem. Nghĩ là đánh màu 610 sẽ hợp hơn. Cái màu 610 này thì Hà sử dụng cũng khá là nhiều bởi vì cái màu của nó kiểu như là My Lips Fit Better vậy đó. Đây, để Hà swatch ra cho mọi người xem thử nha. Chất son này cũng thích lắm mọi người. Nó kiểu son tinh nước á,
mà có độ bóng bóng nữa, nói chung là nhìn nó không có bị khô môi. Hà sẽ lấy một cái tăm bông và tán mờ cái đường viền ra. Vậy là video của lần này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái makeup look này. Và nếu như mọi người có những cái request cho các chủ đề của các video lần sau như thế nào thì mọi người hãy comment cho Hà biết nha. Đồng thời đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Hà. Theo dõi Hà qua các mạng xã hội như Facebook và Instagram nữa. Hà sẽ để link cả phần description box phía dưới. Và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.